Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 8 của bộ truyện Bão ngược gió, tác giả Miên Lam. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Hai người đàn ông nói chuyện có vẻ lịch sự qua lại, trao đổi những lời khách sáo vô thưởng vô phạt, nghi thức xã giao thể hiện hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng chỉ có Hằng mới biết được hai người kia đang muốn lao vào nhau mà chiến như thế nào. Hằng ôm mít đứng lên. Con xong rồi, con đưa hai đứa vào phòng khách ăn cơm cho đỡ nghịch ngợm, cả nhà dùng bữa nhé. Vào đến phòng, Hằng mới thả lỏng được cơ thể đang căng như dây đàn. Tường còn ở đây ngày nào, cô còn khổ sở ngày đó. Phải nghĩ cách đuổi anh ta về. Nhưng nếu về thì hai cục bông này cũng về theo. Cô sẽ nhớ lắm. Hai đứa trẻ này rất đáng yêu, ai gặp cũng bị hút hồn, huống gì cô đã từng mang chúng trong bụng. Từ lúc Hằng về Việt Nam chỉ gặp qua mấy lần, lần nào cũng lén lút dỗ dàng. Nhưng hai đứa không hề lạ, cứ cuốn lấy cô như thể đã thân thiết từ lâu. Hằng ôm hai đứa trẻ, hít hà cái mùi thơm trẻ con. Thơm thật là thơm, mà sao lúc trước cô lại không biết trẻ con có mùi thơm thế này nhỉ? Tường đứng ở cửa phòng khách mỉm cười, thấy lòng mình ấm lại. Khung cảnh mơ ước của anh bao ngày. Ba mẹ con đuổi nhau trong nhà. Hai con anh ôm Hằng cười như nát nẻ. Cô ấy mang đến cho anh một cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái chăm sóc của Hằng là xuất phát từ trái tim. Còn người đàn bà kia cũng chung dòng máu với hai đứa trẻ, nhưng lại không hề có chút yêu thương nào. Tường cay đắng trong lòng, nhìn Hằng lại càng cảm thấy mình cần có cô hơn. Hằng thấy Tường ở cửa, rất nhanh mặt cô lạnh lại không cười nữa. Cô cầm mấy cái máy bay vừa gấp ném loạn xạ. Người đàn ông kia giác mặt đến đây làm gì? Ba mẹ con chơi vui quá, cho ba chơi cùng nhé. Tôi cũng không biết nói sao với anh nữa. Trời nắng đến 38-40 độ, đưa con đi đầu trần không mũ nón. Ba bố con đi ô tô có điều hòa mà. Anh liều thật đấy. Con chưa được 2 tuần, anh đã cho nó ngồi ô tô. Anh có điên không hả? Cô ghế ô tô cho bé. Em không hỏi anh được một tiếng, cứ lo cho hai đứa nó vậy. Anh già đầu không lo cho mình, ai lo hộ? Vớ vẩn. Già rồi, vẫn cần em lo. Anh Tường. Hằng trừng mắt nhìn sang. Cô không quen phong cách tán tỉnh dồn dập thế này. Trong tiềm thức của cô, anh là một người rất lạnh lùng và khó tính. Thở ra những câu này, cô thấy hơi xa lạ. Nhưng tai Hằng đã tố cáo trái tim mình, bắt đầu ẩn đỏ. Cô vội ôm Na đi về phía cửa sổ, tránh cái không khí ngại ngần giữa hai người. Tường ngay lập tức cũng bế mít đi theo. Hằng à, anh sẽ tổ chức họp báo để làm rõ. Na gắt ngủ khóc ré lên cắt lời anh. Hằng ra hiệu anh yên lặng để bé ngủ. Cô ẩm ngửa, con không chịu, đành đặt con nằm trên vai, đi vòng quanh nhẹ nhẹ, dỗ cái mông xinh. Na dùi mặt vào cổ cô ngủ ngon lành, bàn tay vẫn ôm cứng cổ mẹ. Mít dường như cũng nằm trên vai bố, rồi ngủ lúc nào không hay. Tường đứng yên một chỗ, ngây ngốc nhìn Hằng ôm con. Dáng vẻ này của cô khiến trái tim anh mềm như nước. Anh không biết nói gì cho phải, muốn chạm vào những sợi tóc bị rơi xuống sau gáy Hằng, nhưng không đủ can đảm. Không gian trầm tĩnh, Hằng và anh cũng không biết nói gì, rơi vào khoảng lặng. Nhưng khoảng lặng đó không hề hiện diện sự bối rối hay lúng túng. Nó êm ả, bình yên và hạnh phúc. Rong rêu ở góc tường xếp chồng lên nhau, men theo rìa tường rủ xuống theo gió đông đưa nhẹ. Cửa sổ nhờ đó mà được khoác lên mình tấm rèm hoa cỏ xanh tốt, khiến không khí mùa hè không còn nóng bức mà mềm mại hơn. Không gian đang tĩnh lặng êm đềm thì mẹ Hiền bước vào. Bác đã dọn phòng cho ba bố con rồi, đưa hai đứa bé vào phòng cho nó ngủ ngon giấc. Khổ thân á, chắc đi đường xa nên buồn ngủ rũ rồi. Tường đưa con đây, bác đặt nằm cho. Con ra uống trà với rô đi.
Hằng và mẹ đặt hai đứa trẻ vào giường xong xuôi, mẹ Hiền mới ngồi xuống ghế. Hằng, con với luật sư Thạch không phải có gì với nhau đấy chứ? Có gì là có gì vậy mẹ? Con mới gặp anh ấy một lần, đợt thuê kiện tụng đấy. Rồi con đi học bên kia luôn, mấy hôm nay mới về gặp lại thôi. Sao hai đứa bé nó quấn con vậy? Con có gặp nhà Nhiên, anh Tường là bạn thân của anh Tú, thường gửi hai đứa ở đó. Hằng lấy khăn lau mồ hôi lưng cho hai đứa bé, cảm thấy thương đến vô cùng. Hai đứa trẻ này dù có tình thương cha gấp đôi nhưng vẫn thiếu vắng một bàn tay chăm sóc của người mẹ. Đã có lúc cô từng nghĩ sẽ dẹp bỏ tất cả dư luận điều tiếng để được đường đường chính chính chăm sóc chúng. Nhưng rồi ký ức của một người đàn bà chen lớn vào hạnh phúc gia đình mình gây nên tấn bi kịch, cô lại không thể. Mẹ Hiền quan sát kỹ gương mặt con gái, không tìm thấy điểm gì đáng ngờ, nhưng linh cảm của bà vẫn rất khác lạ. Bà nắm tay con gái thủ thị tâm tình. Hàng này, mẹ thấy Joe là đứa rất tốt. Trong cử chỉ của cậu ấy dành cho con là biến một người đáng tin cậy. Sao con không thử tìm hiểu cậu ấy xem? Mẹ, con mới quen Joe mấy tháng thôi mà. Muốn đi hết với người ta cả cuộc đời phải kỹ càng chứ. Đâu bắt con yêu là lấy. Con ở một mình bên đó, mẹ không lo được cho con. Mẹ muốn có một người bên cạnh để con còn chia sẻ vui buồn. Mẹ con cứ lo, con còn thời gian nào nữa đâu mà buồn hả mẹ? Vừa học vừa làm, đến thời gian gọi về nhà còn không có nữa đây này. Thôi con lên Hà Nội phỏng vấn đây mẹ. Ừ, đi sớm đi con. Lần đầu tiên được phỏng vấn phải gây ấn tượng với người ta. Đừng chê trách ai điều gì nghe không? Tuân lệnh mẹ, con sẽ chỉ khen thôi. Hằng cười, mẹ cô lại nhắc khéo cô về chuyện của bố đây mà. Mẹ không biết là cô đã học được tính nhẫn nhịn từ lâu rồi. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn của tạp chí thời trang. Hằng thay một bộ blazer không tay, áo crop top bên trong lộ dòng eo nhỏ nhắn, thêm một sợi dây nhỏ lấp lánh ở cổ. Nhìn ngắm chán chê trong gương, thấy phần nhìn ổn định một chút mới bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy hai người đàn ông đứng trước phòng mình. Nông có vẻ hòa thuận rồi đây. Ơ, hai anh làm gì ở đây vậy? Ngắm hoa. Tường nặng giọng, nhìn thấy cái áo trong cũng cởi hở cả rốn của Hằng đã nóng mặt rồi. Hoa nào? Quỳnh đêm nay mới nở mà. Ngắm lá hả? Hai con ngủ rồi à? Em đi đâu mà ăn mặc vậy? Tường cố nhấn mạnh từ con, khiêu khích nhìn sang Rô mặt đen như đít nồi. Hằng vẫn vô tư không nghĩ gì. Ngủ tiếp thò lò rồi. Tôi dặn mẹ Hiền chiều nay bắt mấy con chim bồ câu hầm cháo cho Mít Na. Anh nhớ cho con ăn đấy. Giờ tôi đi có việc, hai anh ở nhà đừng có đánh nhau. Mẹ tôi mà biết là tôi nghỉ chơi với hai người luôn đó. Em đi đâu? Lên Hà Nội có việc. Hằng à, anh chở em đi, chiều anh chở em về. Tường toan bước về phòng lấy chìa khóa xe. Không được, anh đi ai trông con? Mít Na ngủ dậy không thấy sẽ khóc đấy. Mẹ tôi nhiều việc lắm, không trông được đâu. Tường chân hững, đưa hai đứa trẻ này theo là mồi câu mà. Nhưng cũng là cản trở bố nó, tán mẹ nó mất rồi. Hằng, anh đi với em. Anh có hẹn với họ hàng ở Hà Nội. Joe mỉm cười nhanh nhẹn. Tường chôn chân tại chỗ, nhìn hai người kia cứ thế mà cùng nhau đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng, không biết làm thế nào. Ruột gan nổ đôn đốt. Kiều Oanh nằm dài trong phòng, cầm điều khiển tivi mở kênh thời trang lên xem, thấy Hằng xuất hiện trên số mới của tạp chí, điên tiết ném mạnh điều khiển vào tường, rồi nhõm dậy vào phòng mẹ Diễm. Tại mẹ hết, ai bảo mẹ cứ đòi thuê con Hằng mang thai hộ, thuê đứa khác đã trả đến nông nỗi này, còn đấy với mẹ nó là loại cáo già một vuột. Mày ngu hết phần người khác, con Hằng nó là em cùng cha khác mẹ với mày, lấy cái đứa không máu mủ, rồi sau này nó kiện cho mất xác. Gớm chữa, mẹ còn nghĩ được cho con thế cơ, nhưng sao mẹ không nói toẹt ra là mẹ muốn đày đọa mẹ con chúng nó? Bà Diễm lườm Kiều Oanh, con cái mất dạy, nói một câu, đứt trên mồm một câu. Rồi tao cũng phải dạy lại mày thôi. Mắt Kiều Oanh giảo hoạt quay sang bà Diễm. Con có cách,
để cổ phiếu DKA vừa tăng vừa cho con mặt mẹ kia một vố. Ngày mai mẹ lo mà ăn mặc đẹp đi với con. Mày định làm gì? Ra ngoài ánh sáng. Hàng Dạ Nhiên vừa nằm trên giường thiết kế thời trang, ăn sấu dầm rồi tám chuyện vu vơ như trở lại một thời sinh viên. Thế gian này nếu chỉ cần có tình bạn thì vui biết mấy. Tình yêu chen vào đôi khi lại khiến cuộc sống thêm phần mệt mỏi. Nhiên bật sang kênh thời trang, xem lại tin phỏng vấn của Hằng chiều hôm nay, lại chuyển sang một kênh khác. Hằng, nhìn kia, Bảo Anh lại lên sóng đấy. Mấy hôm nay phủ sóng trên mọi mặt trận. Trước đây mình không biết, cũng ngỡ chị ta hiền lành thục nữ lắm. Đúng là trong cái showbiz không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trên màn hình lớn đang phát sóng chương trình Câu Chuyện Thật Của Tôi. Hằng cười, không buồn theo dõi. Chị ta lại trưng cái vẻ mặt ngọc nữ ra đây mà. Đúng là diễn viên có khác. Mà kệ bà ấy, tắt tivi mà ăn cho ngon lành. Đang lên cơn hứng, vẽ được mấy bộ đồ. Nhìn cái mặt tụt hết rồi. Nhiên cầm điều khiển định tắt tivi, nhưng chợt khựng lại, ánh nhìn sửng sốt. Hằng, Hằng, cậu xem ai vừa lên sân khấu kìa, có phải bà Diễm không? Nghe đến tên bà Diễm, Hằng giật mình làm rơi quả sấu trên tay. Đúng là bà Diễm, người đàn bà có đầu thai mấy kiếp cô cũng nhận ra. Bà ta lên ngồi cùng Kiều Oanh, họ có liên quan gì nhau? Trên màn hình, Kiều Oanh cười rất tươi. Một người mà từ lâu tôi chưa từng công khai vì tôi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Mẹ tôi, Tạ Kiều Diễm, tổng giám đốc Decaland. Còn bố tôi thì cũng đã mất vài năm rồi. Ông ấy là tội phạm thương mại, cho nên tôi không dám tiết lộ với mọi người. Mẹ con tôi thời gian qua đã quá khổ sở và đau buồn. Nhưng rồi nỗi buồn nào cũng kết thúc. Tôi cảm thấy nên công bố để người hâm mộ hiểu rõ câu chuyện đời của mẹ và tôi. Nhiên nhìn sang, thấy gương mặt Hằng đã biến sắc, ánh mắt đỏ rực như tơ máu. Cô nắm tay bạn. Hằng, Hằng này, cậu ổn không? Mình không ổn chút nào. Có phải họ cấu kết để hại mình không? Bà Diễm chỉ có một thằng con trai nhỏ hơn em Hiếu 2 tuổi. Nó tên là Đạt. Kiều Anh hơn mình mấy tuổi, làm sao có thể là con của bà Diễm được? Nhiên cũng hoang mang không kém. Cô không biết phải trả lời bạn như thế nào. Không thể tin nổi, hai người bọn họ là mẹ con. Nhưng ngồi gần nhau, gương mặt thật sự có nét giống. Hằng dội dàng lên mạng, tra một dòng các tờ báo lớn. Báo chí rất nhanh, dường như đã được mớm bài từ trước, còn lên trước thời điểm chương trình này phát sóng. Cô đọc đi đọc lại ba cái tên: Tạ Kiều Diễm, Tạ Kiều Oanh, Tạ Hùng Đạt. Trời ơi, tại sao từ lâu cô không nhận ra? Hằng dội dàng lao ra ngoài. Hằng, đi đâu? Chờ mình, cậu đừng có đi như vậy. Họ quay xong rồi, đừng đến đài truyền hình. Hằng, Hằng! Hằng lao đến đài truyền hình, nhưng Kiều Oanh không ở đó. Cô không nhớ một điều, chương trình ghi hình xong mới phát sóng. Cô cứ đứng thẫn thờ ở cổng, chờ mãi bóng Kiều Oanh. Joe nhận được cuộc gọi của Nhiên đã kịp chạy đến. Nhìn Hằng đờ đẫn, ánh mắt vô hồn lo âu. Khuôn mặt xanh dợt bất an, trái tim anh thắt lại. Ở đây, anh quá xa lạ. Anh không có mối quan hệ, không bạn bè. Anh hận mình không đủ mạnh ở đất nước Việt Nam này để có thể che chở cho cô. Hằng, em về đi. Đừng đứng đây nữa. Chương trình đã xong, làm gì có ai ở đây. Tối rồi. Hằng à, đi về với anh, rồi mọi chuyện tính sau. Em muốn biết có phải sự thật không? Chắc chắn họ lừa em. Em không tin họ có quan hệ huyết thống. Em phải bắt họ đi thử ADN. Được rồi. Bây giờ về nhà. Về rồi bác họ thử sau. Về với anh. Giờ đã khuya rồi. Chỗ này đã đóng cửa. Họ đi về rồi. Ngày mai anh sẽ tìm cho em được không? Không được. Em phải chờ. Chờ đến khi nào có tin tức thì thôi. Tường vừa lái xe, vừa bật lại buổi phát sóng truyền hình của Kiều Oanh. Đến anh cũng ngỡ ngàng và sốc. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy được. Anh quen Kiều Oanh 3 năm trời, chưa từng gặp mẹ cô ta một lần nào cả.
Từ khi bước vào showbiz, Kiều Oanh được chú ý với hình tượng gái nghèo vượt khó, một cô cha mẹ, sống với một bà dì, tại sao giờ lại lòi ra một người mẹ? Mà người mẹ đó lại là bà Kiều Diễm. Anh nhấn mạnh chân ga, đeo tai nghe bấm số điện thoại cho trợ lý. Chuyện này phải điều tra lại thật kỹ, không thể loại trừ khả năng Kiều Oanh và bà Diễm kết hợp với nhau để hại Hằng. Tường vừa đổ xe đến cổng đài truyền hình, theo ánh đèn đường đằng xa, anh thấy mắt Hằng đã đỏ hoe, vội đánh tay lái thật nhanh tấp vào lề đường. Nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy, cảm thấy vài bước chân từ bãi đổ đến chỗ cô xa thêm mấy dặm. Hằng, em ổn không? Hằng ngẩng lên bắt gặp gương mặt ấy, cô lạnh lùng đẩy ra. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười lạnh. Anh biết, các người biết, các người tạo ra cái bẫy này để đưa tôi vào chồng, đúng không? Hằng, em nói gì anh không hiểu? Thái độ của cô làm cho Tường vô cùng sửng sốt. Hằng cười ha ha, trong nụ cười lẫn những giọt nước mắt uất ức không thể kiềm chế mà trào nhanh xuống má. Anh Tường à, đừng giả mèo khóc chuột. Các người bên nhau mấy năm trời, đừng có bảo tôi anh không biết gì về thân nhân của vợ anh. Đừng có bảo tôi chuyện mang thai hộ là tình cờ. Anh không thụ lý đơn kiện của tôi, không phải mẹ con tôi không có tiền, mà là vì chị ta, phải không? Hằng, thật sự anh không biết. Anh không biết gì cả. Tin anh đi Hằng. Nực cười, nực cười thật. Đây là chuyện buồn cười nhất cuộc đời tôi từng nghe đấy. Tránh ra. Tường chôn chân tại chỗ. Anh có giải thích lúc này thì cô ấy cũng không tin. Chính anh còn không thể tin nổi bao năm qua Kiều Oanh có thể diễn một vở kịch hoàn hảo như thế, huống chi là người khác. Tường nhận hồ sơ từ tay thám tử, giấy khai sinh và xét nghiệm ADN từ bệnh viện, dấu mộc đỏ và các điều kiện pháp lý liên quan hoàn toàn là chứng thực, không phải làm giả. Cơ hàm anh co lại. Mẹ con Kiều Anh quả là hồ ly, không hơn không kém. Một côi mẹ, sống với gì, căn nhà cũ nát ở miền Sơn Cước anh từng về thăm. Tất cả đều là một màn kịch hoàn hảo. Tường điên loạn hét lên. Hải, vào đây! Hải nghe tiếng sếp gọi, giật mình chạy nhanh vào. Trời ơi, trâu bò cắn nhau rồi mũi chết. Yêu nhau lắm, giờ cắn nhau đâu vậy đấy? Sắp xếp cuộc hẹn với anh Tú và thám tử đến đây trong buổi sáng hôm nay. Cậu thu thập tất cả hồ sơ của Decalen và tất cả các mối quan hệ liên quan đến bà Diễm và Kiều Oanh. Tuần này cho các bộ phận tăng ca, làm việc nghiêm túc. Nhân viên nào chảnh mãn, làm việc riêng trong giờ, chấm dứt hợp đồng. Gác lại tất cả các vụ kiện khác sang một bên. Lật lại vụ kiện của ông Đồng Tiến Long. Cần chi bao nhiêu tiền, cứ báo kế toán suốt. Dạ vâng, em xin đi triển khai ngay. Buổi tối hôm đó, Nhiên gọi mãi không thấy Hằng nghe máy. Dội đến phòng trọ thì thấy Hằng đã sốt hầm hập. Nhiên xuống chợ mua đồ nấu cháo, ép bạn ăn được một bát thì cô tỉnh táo hơn. Cậu nấu nướng làm gì? Mua cháo ngoài hàng cho nhanh, chiều mình còn phải đi có việc. Ốm như này đi đâu? Đừng đến tìm mẹ con nhà họ nữa. Cậu tập trung phát triển homestay đi, lớn mạnh hơn mẹ con bà ta là đã thắng rồi. Mình biết rồi, cậu đừng lo. Mình qua chỗ công ty thời trang giao thiết kế thôi. Hằng ăn xong một bát cháo, rồi vào mạng đọc một dòng tin tức. Câu chuyện tình đẫm nước mắt của bà Diễm nuôi con một mình bao nhiêu năm trời đã lan tràn trên mặt báo. Bà Diễm kể lại, bà ta là mối tình đầu của bố cô. Rồi ông Long lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình. Bà Diễm mang thai, phải nuôi chị em Kiều Oanh bao nhiêu năm trời trong bóng tối vì sợ ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của ông Long. Cứ như thế, qua lời kể đẫm nước mắt của bà Diễm và Kiều Oanh, cư dân mạng vô cùng thông cảm và xúc động, lại chỉ mũi nhọn vào mẹ con cô. Gia đình quyền thế, nhưng lại đang tâm chia cắt một mối tình thanh mai trúc mã. Nhờ câu chuyện đó, cổ phiếu DK tăng mức cao nhất trong mấy năm qua. Bao nhiêu người đổ xô mua vào vì tin tưởng vào bộ mặt của ngọc nữ làng điện ảnh. Nội trong ngày hôm qua, Kiều Oanh đã kéo được hợp đồng với mấy đại gia của tập đoàn bất động sản lớn. Hằng nhìn vào mã DK đang xanh lấp lánh trên sàn chứng khoán, đắn đo. Mình đang có trong tài khoản mấy chục triệu mã cổ phiếu của DK.
có nên bán ra thời điểm này không? Điện thoại vang lên inh ỏi, cô nhìn màn hình giật mình, là thằng Hiếu. Cô mở loa to. Alo, chị đây. Chị ơi, mẹ đọc báo rồi, mẹ bảo em gọi chị về. Hằng dỗ dàng giơ đồ đạc chạy xuống nhà, Nhiên chạy theo sau, không an tâm để con bé đi một mình chút nào. Cô vừa đi vừa gọi thông báo cho chồng. Ruột gan Hằng từ nóng như lửa đốt, mẹ cô đã đọc được những tờ báo đó. Thằng Hiếu nói mẹ không quá sốc, nhưng biểu hiện rất bất thường. Chuyện gì mà mẹ lại gọi cô về gấp như vậy? Hai người vừa đi thì chiếc xe của bà Diễm và Kiều Oanh cũng lăn bánh theo sau. Tự nhiên đang chuẩn bị đi phỏng vấn, gọi con đi làm gì? Mày im đi, tao phải xem có phải nó đi tìm con mẹ nó không. Lâu lắm không thấy xuất hiện ở Hà Nội, tưởng chết rồi, hóa ra vẫn đang sống. Mẹ theo dõi mụ ấy làm gì? Mụ ấy già cả rồi, giờ còn làm được gì nữa mà lo. Im đi! Thằng xế, mày cố bám sát cái xe màu trắng kia cho tao, để mất dấu, về đừng có lấy lương. Bà Diễm chỉ cần nghĩ đến tình địch là sôi máu lên. Bà ta muốn chứng kiến sự nghèo hèn của tình địch thì mới hả hê được. Lần trước đến thắp hương, bị vợ con ông Long xua đuổi và chửi rủa, bà ta còn thù mãi. Lên đến nơi, Hằng chạy thẳng vào nhà, thấy mẹ đang đứng trước căn bếp nhỏ, cô mới thở phù ra được. Bà Hiền thấy con gái về, mỉm cười, cầm đĩa bánh quay ra. Con về rồi à? Hôm nay mẹ làm bánh da lợn, bánh su xê con thích đây. Để qua đêm thì hỏng, nên mẹ phải bảo em gọi con về luôn. Hằng nhìn ánh mắt thất thần của mẹ, gương mặt qua một đêm thêm phần hốc hác. Tự dưng nước mắt cô không kìm được mà chảy ra. Mẹ cô hẳn là buồn và đau lắm, vậy mà còn cố cười nói cho được. Hằng lao đến ôm mẹ khóc rưng rức. Bà Hiền thả đĩa bánh, vuốt tóc con gái. Con bé này sao vậy? Sắp bước sang tuổi 23 rồi, vẫn mè nheo mẹ à? Mẹ, trên báo. Mẹ đọc rồi, buồn làm gì con? Chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi. Người ta thích thêu dệt gì thì người ta thêu dệt. Xung quanh mình mọi người hiểu là được. Mẹ không còn sống trong giới thượng lưu nữa. Mẹ không cần vỏ bọc hoàn hảo. Bà Hiền vuốt tóc con gái mỉm cười. Bao năm qua, bà đã sống quen với sự ghẻ lạnh của chồng và những khích bác hàng học của người đàn bà kia. Họ có thêm bớt gì, bà cũng không quan tâm lắm. Song hai đứa con của bà còn trẻ người non dạ, chưa gia giáp với đời. Bà sợ chúng sẽ không thể chịu nổi trước bố rìu dư luận. Hằng ngẩng đầu lên quệt nước mắt. Mẹ cô nói đúng, cuộc đời của ai, người đó sống. Họ thêu dệt thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhà cô. Hằng cầm bánh da lợn cắn một miếng, mát rượi đầu lưỡi, rất ngon. Cô nhoẻn miệng cười tươi, bánh chưa trôi khỏi họng thì tiếng the thé ngoài cửa. Ái chà chà, hóa ra người mua lại cái homestay nghèo nàn cũ kỹ này á là của mẹ con bà. Hằng và mẹ Hiền buông đĩa bánh nhìn ra, thấy mẹ con bà Diễm đã đứng chắn ngay lối vào cửa. Làm sao bà ta lại có thể đến đây? Hằng gằn mạnh giọng. Chúng tôi không hoan nghênh loại người như hai mẹ con bà. Cút ra khỏi nhà tôi. Gớm, tưởng vẫn còn giàu sang lắm hay sao mà lên mặt vậy? Tôi đã đặt lễ tân toàn bộ phòng trống, giá cao gấp đôi đấy nhé. Sau lúc trước đấu thầu khu này, bà không nói tôi một tiếng. Tôi thừa đất, cho một miếng cũng không hao hụt bao nhiêu. Bà Diễm mồm năm miệng mười, còn Kiều Oanh đứng khoanh tay ở cửa, nhìn lướt qua khu nghỉ dưỡng. Cách trang trí trẻ trung hiện đại thay đổi bộ mặt hoàn toàn với trước kia. Lòng ganh ghét đố kỵ đã dâng lên như núi lửa. Hằng cầm cây chổi lau nhà bên cạnh. Cút ra khỏi đây ngay! À, mày dám! Tao cho lên mạng bây giờ! Tài xế của bà Diễm đã lăm lăm điện thoại trong tay, muốn ghi hình Hằng. Cô cười nhẹt, lại chơi trò bẩn thỉu gắp lửa bỏ tay người đây. Nhiên vội vàng chổi trong tay Hằng, nhỏ giọng. Hằng, cậu bình tĩnh, đừng mắc mưu bà ta. Homestay là bộ mặt kinh doanh đó. Bà Hiền cũng giữ tay con gái lại. Bà nhìn thẳng vào mắt người đàn bà quỷ quyệt kia. Bà muốn nói cái gì thì chúng ta ra ngoài kia, đừng lôi bọn trẻ vào. Kiều Oanh tôn tẩy, nửa miệng nhếch lên nhìn bà Hiền sắc sược. Không phải mẹ tôi,
mà là tôi muốn nói. Cô muốn gì? Chuyện con gái bà. À mà không, con em gái tôi chứ. Nhìn cho kỹ, 2 năm qua nó phục vụ chúng tôi những gì? Kiều Oanh rút trong túi một tờ giấy ép plastic đặt lên bàn. Hàng lo lắng hét lên, Kiều Oanh! Nhưng đã muộn. Nhiên lao đến giật tờ giấy, nhưng mẹ Hiền đã cầm trên tay. Bà nhìn dòng đầu tiên, hợp đồng mang thai hộ, đã thấy trước mắt mình mờ đi. Đến con số và chữ ký cuối cùng, mẹ Hiền không nói được gì nữa. Bà nhìn Hằng. Hằng! Chuyện này... Cô... Là giả phải không? Mẹ... Cô... Con... Kiều Oanh mở túi, lấy ra một xấp ảnh nữa, bắn tung tóe lên bàn. Những bức ảnh Hằng mang bầu, cho con bú, tắm cho con. Bà Hiền không nói được gì, sững sờ á khẩu nhìn Hằng thẫn thờ, rồi đổ gục sang một bên. Hằng hốt hoảng ôm lấy mẹ. Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy mẹ ơi? Mẹ ơi mẹ! Con xin mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhiên hét lên lạc giọng. Cút ngay! Mẹ con bà cút ngay! Tôi gọi công an ngay bây giờ! Nhiên lập cập bấm cấp cứu. Số chưa kịp bấm thì thấy Tường và chồng cũ chạy vào. Tú bế mẹ Hiền chạy ra ngoài. Hằng và Nhiên chạy theo. Tường đứng lại nhìn tờ hợp đồng dưới đất, rồi quay lại nhìn xoáy vào bà Diễm và Kiều Oanh. Ánh mắt anh đỏ rực những tơ máu luân chuyển trong đồng tử. Giọng đanh nghiến lại. Mẹ con bà đã làm gì? Kiều Oanh nhớ đến lần bóp cổ hôm trước, vẫn thấy rùng mình, vội vàng lắc đầu. Nhưng bà Diễm thì vẫn bình chân như vậy, cười giả lả. À, thì ra con rể hụt. Nôm tướng tá cũng ngon lành phết. Vậy mà lại mèo mã gà đồng với một con ô xin mang thai hộ sao? Cầm, cô ấy là ô xin. Còn con bà là gì? Một con đĩ. Anh Tường, sao anh lại sỉ nhục em? Anh có biết con Hằng Lan chạy với bao nhiêu thằng không? Cấp 3 chuyên đánh nhau trong trường BIS. Lên đại học, cặp với thằng Tuấn Anh. Kiều Oanh chưa nói hết câu, thì nghe tiếng bốp, rồi thay bên má mình bị lửa đốt rát bỏng. Cô ta ôm má trợn tròn mắt nhìn Tường uất ức, nước mắt chuẩn bị chảy thành dòng. Lái xe của bà Diễm thấy vậy, lao vào định đánh, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị anh đá lăn ra ngoài. Bà Diễm bị anh bắt lấy cổ tay, bẻ mạnh nghe cái rát. Bà Diễm đau xanh mặt, hét như lợn bị chọc tiết. Mày dám! Dám! Tôi nói một lần duy nhất, còn chạm đến mẹ con Hằng, thì tôi giết cả đôi. Đừng động vào giới hạn của tôi! Bà Diễm và Kiều Oanh lẫn thằng đàn ông đang nằm rạp dưới sàn, cảm thấy đây không phải là người nữa. Có một con quỷ sống đang hiện diện ở trong căn phòng này. Mặt trời phía tây đỏ quạch, hắt ánh sáng ngược vào tường. Không thấy mặt anh, nhưng cả thân hình to lớn đang bị phủ bóng tối lạnh lẽo, khiến lông tơ ba con người kia phải dựng đứng. Tường nghiến răng một cái, thả bàn tay ra. Bà Diễm ngã dúi dù dưới sàn. Kiều Oanh hốt hoảng, nước mắt ngắn dài níu lấy mẹ. Anh bước ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bệnh viện. Tường đến bệnh viện, nhìn thấy Hằng leo lát như một chiếc lá, trái tim anh thắt lại. Cô đứng ở kia, Du và Nhiên đứng bên cạnh, nhưng dáng vẻ cô độc và lẻ loi vô cùng. Khuôn mặt Hằng phơi giữa ánh nắng chiều, loang lổ trên làn da xanh nhợt là những giọt nước lấp lánh chưa khô. Anh lặng đứng hình, không nói được lời nào, cũng không biết phải nói làm sao. Đôi mắt của cô chỉ dồn vào ô cửa cấp cứu. Bây giờ, nỗi lo lắng lớn nhất của cô là mẹ. Ai xuất hiện trước mặt cô không còn quan trọng nữa. Hai người đàn ông đứng ở lan can nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, đếm từng giây từng phút mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Điện thoại của Tường tin nhắn đến liên tục, là của trợ lý. Anh đọc loạt tin nhắn rồi quay sang Jo. Anh ở Việt Nam đến bao giờ? Jo nhìn Tường dò xét, câu hỏi muốn đuổi đi cho rảnh mắt đây. Jo chống tay ở lan can, nhìn xuống dưới, thủng thẳng. Anh hỏi làm gì? Tôi ở lúc nào là việc của tôi. Anh ở đây chăm sóc Hằng, đừng rời cô ấy nửa bước. Thời gian này tôi rất bận, tôi để tạm cô ấy chỗ anh.
Tường đi đến chỗ Hằng, ngồi bên cạnh cô một lúc rồi đi. Rô nhìn người đàn ông khuất bóng khỏi cầu thang hẹp, suy nghĩ về lời anh ta vừa nói, để tạm, vừa bực, vừa buồn. Hằng và em đi vào phòng bệnh, gương mặt mẹ như bị rút hết máu, xanh xao, hốc hác. Quanh người, các loại máy móc dây chuyền dây nối càng khiến hai chị em đau lòng hơn. Hằng ôm tay mẹ trong ngực, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô sai rồi, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả mẹ biết được như ngày hôm nay. Một hành động dại dột không suy tính trong quá khứ gây ra hậu quả như thế này. Giá có thể quay về 2 năm trước, cô sẽ chấp nhận đi rửa bát, chấp nhận làm công nhân, chứ không bao giờ chọn mang thai hộ. Thói quen ăn sung mặc sướng đã khiến cô bị lóa mắt trước đồng tiền khổng lồ. Để bây giờ, mẹ phải đánh đổi bằng sức khỏe thế này đây. Hai chị em cứ ngồi mãi bên mạn giường bệnh. Từ trưa cho đến xế chiều, trời sẫm tối, không có một tia nắng nào, vẫn lặng lẽ nhìn đôi mắt nhắm nghiền của mẹ. Tường và chú Thu ngồi trong văn phòng luật, lật qua lật lại giấy tờ pháp lý và tất cả bằng chứng được thu thập trong mấy ngày qua. Đúng như lời bà Diễm kể trên truyền thông, ông Long và bà ấy là mối tình đầu. Bà Diễm sinh Kiều Oanh ở viện cũng được hộ sinh xác nhận, còn có giấy xét nghiệm ADN. Anh nới lỏng cúc áo sơ mi, đưa tay bóp trán. Quả thật, vụ kiện này không có một chút sơ hở nào có lợi cho mẹ con Hằng. Mọi chứng cứ đều chứng minh ông Long để lại tài sản cho bà Diễm là thật. Người đàn bà quỷ quyệt lại có thể nắm giữ được trái tim ông ấy như vậy. Nếu như không có vụ mang thai hộ này, có lẽ anh cũng vẫn bị chìm sâu trong sự dối trá của mẹ con bà Diễm như ông ấy thôi. Tường mở điện thoại, xem lại những bức ảnh từ trước đến nay của Hằng và con. Ngón tay anh chạm vào má Hằng vuốt nhẹ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng và da diết. Hằng rất mạnh mẽ, anh cứ sợ cô sẽ suy sụp sau cơn bạo bệnh của mẹ. Nhưng cô đứng dậy rất nhanh, đã vững vàng và tiếp tục làm việc. Anh nể, rất nể phục ý chí của cô ấy. Còn bây giờ, phải đẩy nhanh công việc. Tường bấm điện thoại cho bố. Bố, con muốn nhờ bố một việc. Nói đi con trai, bố sẵn sàng. Ông Phúc vui mừng ra mặt vì bỗng dưng con trai chủ động gọi, lại còn yêu cầu giúp đỡ. Con muốn bố đánh tiếng trên truyền thông sẽ hợp tác với Decaland xây dựng một khu resort 4 sao. Ồ, bố đã đọc báo. Không ngờ người yêu con trai lại là thiên kim tiểu thư của DK đấy. Nhưng mà Decaland chỉ đánh tiếng chứ không cần hợp tác. Con muốn cổ phiếu của DK ngày mai phải tăng vọt. Ồ, thế là bố chơi bài thùng rỗng kêu to à? Rồi sau này kết thông gia... Con và cô ta đã chia tay, không cần lo việc đó. Bố có giúp không? Để con nhờ chỗ khác. Hả? Được, được chứ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi vui nhảy nhót, nhưng trong phòng bệnh lại vô cùng ảm đạm. Hằng xoa bóp bàn tay đen cháy và gầy guộc nổi gân xanh của mẹ. 2 năm xa nhà, ban ngày mẹ phục vụ bếp ăn của cô nhi viện, đêm xin phục vụ một quán ăn. Vài tháng nay, cô chuộc lại được khu nghỉ dưỡng, mẹ mới rảnh tay hơn một chút, thì lại xảy ra cớ sự này. 2 năm qua, cô đã chịu chấp nhận để quá khứ ngủ yên làm lại cuộc đời. Bây giờ họ lại muốn đào xới, không để cho mẹ con cô yên. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Họ đã làm cho mẹ cô trở thành thực vật thế này, mà cô ngồi yên thì há chẳng phải cô quá ngu dốt để họ đè đầu cưỡi cổ sao? Mấy hôm nay, cổ phiếu DK vẫn xanh đều một dải. Lúc mới mon men vào chứng khoán, cô cứ nghĩ có cổ phiếu là bước vào được công ty bố và đã bỏ 200 triệu vào mua mã cổ phiếu DK. 2 năm qua, nó chết dí không thể thoát đáy. Bỗng nhiên mấy ngày hôm nay tăng đột ngột. DK có vẻ đang lấy lại dần sức mạnh nhờ tiếng tăm của Kiều Oanh và tin tức DK sắp M&A, tức là thâu tóm và sát nhập, lan tràn trên mặt báo, đẩy cổ phiếu DK lên đỉnh. Kiều Oanh xây dựng được một vỏ bọc rất hoàn hảo. Tuy nhiên, với trình độ kinh doanh của bà Diễm thì cùng lắm cũng chỉ phất được một thời gian. Hằng suy tính một hồi rồi tạo lệnh bán tháo tất cả cổ phiếu DK mình có. Trong cái rủi có cái may, lần này cô lời được gấp 10 lần.
Có chút tiền vào tài khoản cũng là sinh khí cho cơ thể đang kiệt quệ héo hon của cô lúc này. Ít nhất sẽ không cần phải lo lắng số tiền viện phí cho mẹ nữa. Hằng cảm thấy có chút hào hứng, tiếp tục cầm bút chì lên vẽ mẫu mới. Lướt được vài nét thì tin nhắn Facebook vang lên. Hằng sa sầm mặt lại khi thấy tin nhắn đó của Tường. Từ hôm mẹ ốm đến giờ, cô không gặp, mà cô cũng không muốn gặp người đàn ông đó. Nhưng trí tò mò không thể thắng nổi, Hằng vẫn mở tin nhắn lên. Nghe đoạn ghi âm giọng Kiều Anh cãi cọ với anh ta, chân mày Hằng dần dần giãn ra. Ánh mắt cô lóe sáng, Kiều Anh yêu Tường đến vậy sao? Con người máu lạnh đến con ruột của mình còn không thương mà lại yêu cuồng si một người đàn ông. Được, vậy thì cô sẽ đánh úp chị ta ở tất cả các mặt trận. Hằng cẩn thận sao chép đoạn clip vào USB rồi gọi điện thoại cho một phóng viên giải trí của tòa báo lớn nhất thành phố. Chị Khôi, tôi có tin tức hot về ngọc nữ của làng điện ảnh Việt, Kiều Oanh. Đảm bảo sẽ tạo ra một vụ scandal, đẩy view độc quyền cho tờ báo của chị, có bằng chứng đầy đủ, chị cần không? Cô ra giá bao nhiêu? Tôi không cần tiền, chỉ cần viết trung thực khách quan. Tôi muốn trưa mai lên bài, cho các bay đánh dồn dập cô ta, thì tôi sẽ chi thêm tiền và ký hợp đồng truyền thông cho tòa soạn bên chị. Ok, cảm ơn cô. Cô gửi clip, tôi muốn xác thực thông tin. Xong xuôi chuyện của Kiều Anh, Hằng khoác áo đi ra khỏi phòng bệnh. Tám giờ sáng, Hằng ghé qua viện thăm mẹ một lúc rồi lại qua dì nụ. Cô xách một đống đồ chơi, đồ ăn vặt lỉnh kỉnh đến tầng 18 bấm chuông. Chưa được hai hồi thì dì nụ ra mở cửa. Mua gì nhiều vậy con? Tủ còn để ấp đồ ăn. Mua đến đây vì cháu mình ăn mà, chắc chắn bố bọn trẻ đi chứ gì. Đi rồi, mấy nay đi làm về khuya lắc khuya lơ. Hằng một bụng thắc mắc. Anh ta làm gì mà dạo này bận rộn vậy? Con cái ở nhà không lo lắng gì. Mít đã lon ton chạy ra đu chân đồi bế. Hằng ngồi xuống hôn cụ lét. Thằng bé cười như nát nẻ. Na vẫn còn đang ngái ngủ, cũng chạy ra mắt nhắm mắt mở, cứ thế lăn vào lòng Hằng. Cô bế một đứa, cõng một đứa đi vào phòng khách, bắt đầu bày đồ chơi đầy bàn. Hai đứa trẻ, một đứa nhất định phải ngồi trong lòng, một đứa nhất định phải cuốn lấy cổ cô mới chịu. Dì nụ, hai đứa chậm nói vậy mà bố nó không đưa đi khám sao dì? Khám rồi, không vấn đề gì. Nó bị bệnh tâm lý thôi. Bệnh tâm lý là sao dì? Thì con người ta có mẹ chăm sóc, nói chuyện hàng ngày. Chứ hai đứa này nó ở với hai bà già, ai mà nói chuyện với nó được. Dì bận tối ngày, bà vú thì lo giặt giũ rồi cơm nước. Từ hồi về Việt Nam rồi cho đi gửi trẻ nên mới bập bẹ được đó. Hằng bần thần, thấy thương Mít Na vô cùng. Đã một tuổi rưỡi nhưng vẫn chưa nói rõ được từ nào. Có thể sẽ phải cho bé tiếp xúc môi trường nhiều hơn. Dì nụ thay một bộ váy ren trắng cầm túi đi ra. Hằng trố mắt ngạc nhiên. Đi chợ thôi mà sao ăn diện vậy? Dì nụ xoay một vòng. Đẹp không? Để dì đổi bộ khác. Đẹp. Nhưng mà con thấy dì mặc bộ đồ màu hường đẹp hơn đấy. Dì đi hẹn hò. Hả? Dì với chú Thu hẹn nhau vào buổi sáng sao? Tranh thủ có con đến, dì mới hẹn được. Chứ mấy lần cũng đều bồng thêm hai đứa này. Mỗi người bế một đứa, còn dì là yêu với đương. được rồi, dì cứ đi đi. Con chơi với Mít Na tầm tiếng nữa con đi. Dì Bích Nụ chưa kịp đi thì nghe tiếng chuông cửa. Hằng hốt hoảng sợ Tường về. Nhưng dì nụ vừa mở cửa ra thì gặp Kiều Anh đứng trước cửa. Dì, con về thăm hai đứa bé. Gớm, cả năm cả tháng cô mất mặt ở đâu mà giờ về thăm con. Phải con không đấy? Về đi, nhà này không tiếp. Hằng thấy lao sao ngoài cửa, nhìn ra. Kiều Anh sao? Cô cười nhẹ nói giới ra. Dì cho cô ấy vào đi. Đàn nào cũng phải gần gũi con, chứ không lớn lên chúng nó lại gọi bà hàng xóm là mẹ thì chết dở đấy.
Kiều Anh ngó thấy Hằng ngồi trong nhà còn ôm ấp hai đứa trẻ, thả phịch túi đồ chơi xuống bàn. Hằng thoải mái thả hai đứa bé ra đặt vào lòng Kiều Anh. Nhưng khốn nổi, hai đứa lại bò sang úp mặt vào lòng cô, mắt lấm lét nhìn Kiều Anh. Hằng nhếch miệng cười không nói một lời nào. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ, có vẻ vẫn đang sớm. Hằng im lặng, nhưng Kiều Anh lại không thể im được. Cô ta nhìn lướt qua căn hộ, dường như đã thay hết đồ gia dụng khác, lại càng điên hơn. Đồ nội thất của căn hộ này là chính tay cô ta chọn từng món để mang về. Không lẽ cô ta ra khỏi căn nhà này chưa được 2 tuần mà anh Tường đã rước cô mất dạy kia về đây rồi sao? Kiều Anh thở dài một tiếng. Cái nhà này thay hết đồ rồi nhỉ, mà vẫn còn có người thích dùng lại đồ cơ đấy. Hằng dầm bơ đút cho hai đứa trẻ ăn, cũng chẳng thèm để ý, như có như không mà đáp chuyện. Có những thứ đồ bốc mùi quá nên phải vứt ra bãi rác cho đỡ ô uế không khí chứ sao. Nhưng mà nhiều đồ tuy cũ nhưng vẫn còn sang xịn mịn lắm, đến nỗi có người nhìn thấy có giá còn muốn quay lại lấy cơ mà. Hai bé con ăn bơ ngon lành sung sướng, chu cái miệng lên cười khanh khách. Hằng chỉ vào má, liền thơm chụt vào má. Chỉ vào môi, lại tranh thủ thơm chụt một cái vào môi. Kiều Anh bị trêu điên, đứng dậy, lại kéo hai đứa trẻ ngồi vào lòng mình. Hai đứa bé đang được đút bơ bị lôi kéo, lăn ra nhà khóc ăn vạ. Hằng điên lắm rồi, chỉ muốn tát cho Kiều Anh vài cái. Nhưng cô trẻ nhỏ ở đây, cô phải kiềm chế. Cô ôm hai đứa trẻ trong lòng. Chị bị điên hả? Có thấy hai đứa đau không? Đừng có động đến chúng nó. Chị không thương chúng nó, không mượn đến làm trò mèo khóc chuột. Kiều Anh sững người khi hai đứa trẻ nhìn mình với ánh mắt sợ sệt, ôm cứng lấy Hằng. Tự dưng thay cô gì đó hụt hẫng trong lòng. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Kiều Anh nhìn vào màn hình, đưa lên tai. Gương mặt ngay lập tức biến sắc, rồi lật đật cầm iPad trên bàn lên, lập cập vào mạng. Những dòng tin tức đang phủ đầy các mặt báo và mạng xã hội. Ngọc nữ mới nổi của làng điện ảnh Việt và thân thế bánh vẽ vô cùng hấp dẫn. Ngọc nữ Kiều Anh bị bạn trai luật sư dứt bỏ vì gian dối. Chuyện tình của mẹ đẻ diễn viên Kiều Anh có đúng là sự thật khi con gái lừa trên dối dưới? Ngọc nữ mới liên tục phá thai, người tình trong bóng đêm của Kiều Anh là ai? Đoạn clip Kiều Anh và Tường cãi nhau trong văn phòng đã được cắt gọt khéo léo, có mặt ở khắp các trang báo lớn nhỏ. Cô tiếp cận tôi là giả dối. Cô tạo nên một phong bạc nghèo khổ để làm gì? Em không tạo phong bạc. Em yêu anh là thật. Hãy tin em. Tất cả những màn kịch đó là bước đệm để em bước vào showbiz. Anh thừa hiểu, xã hội này luôn rủ lòng thương với những con người nghèo khổ, đi lên từ nghèo khó mới dễ dàng thành danh trong showbiz. Dừng tất cả những việc cô sẽ làm ngay. Nếu không muốn, tôi tung tất cả hồ sơ bệnh án ở bệnh viện. Anh yêu à, thật ra thì em biết anh nghĩ gì. Anh có tung bằng chứng em phá thai á, thì thời điểm đó chúng ta vẫn còn mặn nồng. Người ta cũng nghĩ là anh thôi chứ ai. Đừng khiến em nổi tiếng hơn nữa. Cổ phiếu DK sẽ tăng giá đấy. Mà của bố của anh á, chắc chắn giảm sốc mới hay. Tai Kiều Anh ù như vịt cạt. Mặt vừa tái mét, nhanh như chớp chuyển sang màu đỏ như máu dồn. Cô ta điên loạn ném cái iPad lên bàn dở toang. Hằng hết hồn kéo con áp vào ngực mình che chắn. Cô sợ chị ta điên lên sẽ lại động đến hai đứa trẻ. Mảnh vỡ kính á, nó mà bắn vào hai đứa, tôi giết chết chị ngay tại đây. Mày giỏi lắm. Mày xúi giục anh Tường tung đoạn clip đúng không? Mày muốn trả thù hả? Tao cho mày này. Kiều Anh lao đến Hằng, nhưng chưa chạm được đến thì dì nụ đã chạy nhanh lại rồi nắm tóc Kiều Anh giật ngược ra sau. Dì nụ túm tay kéo rạp đống tóc bồm sờm trên đầu Kiều Anh ghì xuống ghế. Mặt tiếng kêu la oai oái của Kiều Anh, Kiều Anh giằng không nổi với dì nụ. Đống tóc đã rời các mối nối đâu rách cả da đầu. Dì Anh thấy vậy càng sung sướng. Cái con mỏ đỏ này dì đã muốn tát lật mặt về sau lưng lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. À, con mất dạy này nhá, tao đánh chết mẹ mày luôn. Dám xem tao là ô xin cho chúng mày hả? Mày động đến con Hằng, tao xin cho mày chết bây giờ. Không làm mà muốn có ăn, có mà ăn shit nghe chưa hả? Điếm này, phò này, dám lừa lọc thằng Tường nhà tao này, dám hại con Hằng nhà tao này, tao phải đánh cho mày không còn hình người nữa thì thôi.
Dì Nụ nói một câu, lại giật tóc một câu, nói một câu, lại tát một câu. Kiều Oanh đầu tóc bù xù rũ rượi, thở hồng hộc. Hàng gọi bà Dấu vào, đưa hai đứa trẻ vào phòng, đóng cửa lại, rồi ung dung cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, đi đến. Kiều Oanh thấy con dao trong tay Hàng hết hồn, gào mồm hét lên. Con chó Hàng, mày dám làm gì chị gái mày? Tao sẽ tung lên báo. Ô, thế à? Tôi thách, lo dễ mà xử lý tin tức hôm nay cho hết đã đi, rồi dọa ai thì dọa. Hàng trở lưỡi dao kè vào cổ Kiều Oanh. Cô cười khỉnh, nụ cười mang theo sự nguy hiểm chết người rót vào mắt Kiều Oanh. Kiều Oanh à, chị nên nhớ, tôi có thể làm nhiều hơn vài cái tát. Chị và mẹ chị tránh xa mẹ tôi ra. Tôi mà biết được tới gần á, thì tôi móc con mắt này ra cho chó ăn. Chị nhớ chưa? Nhớ chưa hả? Tôi không có loại chị rắn độc như chị. Cút ra khỏi đây. Kiều Oanh sợ hết hồn hết vía, cảm nhận được con dao lạnh ngắt đang áp vào da thịt, khiến mặt mày trắng bệch như tảng. Cô ta không ngờ Hàng lại dám làm cái trò này. Hôm nay lại không mang vệ sĩ đi cùng, cô ta sợ không dám ho he gì nữa. Dọa cho Kiều Oanh thiếu nước xón ra quần, Hàng thả chị ta nằm rũ rượi trên sofa, thong dong đi vào phòng chơi với hai đứa trẻ. Nhìn dì Nụ cầm con dao, Kiều Oanh chạy chối chết ra khỏi nhà. Hàng ru hai đứa bé ngủ rồi đi ra ngoài phòng. Nhìn cái đống bày bừa ở phòng khách vừa hỗn chiến với Kiều Oanh, lòng không nhẹ đi được chút nào. Nghĩ đến mình có chung dòng máu với mẹ con bà ta, là cô lại thấy sự ngột ngạt và bất lực dâng lên. Cô dạo một dòng tin tức, báo chí đang làm loạn tin tức Kiều Oanh tạo vỏ bọc nghèo khó. Cư dân mạng ngỡ ngàng và quay lưng chửi bới chị ta thậm tệ. Scandal này quả là để đời của Kiều Oanh. Nhưng Hàng không nắm chắc Kiều Oanh có thể lựa nước đẩy thuyền hay không. Nếu cô ta thông minh thì điều đó không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên đẩy kiểu gì cũng chỉ cứu vớt được danh tiếng, chứ còn cổ phiếu thì không có khả năng. Mã DK đang tụt mấy điểm phần trăm chỉ trong vài tiếng. Cô tìm số điện thoại gọi cho Tú. Anh cho đàn em xuống bảo vệ thằng Cú Hiếu giúp em, thêm một vệ sĩ nữ qua phòng bệnh của mẹ em nữa. Mấy thằng? Mỗi chỗ một thôi. Không được, để anh cho mỗi nơi 10 đứa xăm từ đầu đến chân. Chúng nó khè một cái là lăn ra đất luôn, đỡ phải động chân động tay. Ông này điên hả? Mỗi nơi một người thôi. Anh chọn người bình thường chút đi, chỉ cần bảo vệ người. Của cải thì anh cứ để đó đi, hỏng cái nào em chịu cái đó. Hàng thu xếp đồ đạc rồi đi ngay ra phòng đặt vé máy bay. Cô phải vào Sài Gòn một chuyến, đề phòng mẹ con Kiều Oanh sắp trả đũa thì phải chuẩn bị phương án tiếp theo. Hàng ngồi trong sảnh chờ của sân bay, cố đọc thêm tập hồ sơ dày cộm về bất động sản và các điều luật về phí bảo trì chung cư một lần nữa. Tìm hiểu về những công trình bất động sản công ty bố, cô mới hiểu ra vì sao hai năm qua công ty dưới tay bà Hàng nắm quyền lại có thể tuột dốc như vậy. Làm ăn chột vật, lấy tiền xong xuôi rồi đem con bỏ chợ thì làm sao có thể lèo lái được một tập đoàn bất động sản. Công ty dưới thời bố cô, từ đa lĩnh vực bất động sản đến nhà hàng khách sạn, giờ đây chỉ còn đơn thuần mua bán nhà đất. Điện thoại của Nhiên đến, Hàng vừa đưa lên tai, chưa kịp nói gì thì nghe Nhiên sổ một tràng. Hàng, làm như vậy là rất nguy hiểm. Một mình cậu là phụ nữ, đi vào trong đó gặp ban quản lý thì làm sao được hả? Có biết trước đây đội của bà Diễm và Hòa Giải đã có người bị cư dân đánh gãy tay không? Cư dân của tòa nhà đó rất hung hăng. Mẹ Hiền nằm đó, nhớ cậu có vấn đề gì, cả em Hiếu nữa. Mình xin cậu đấy, buông bỏ tất cả đi có được không? Mình ra sân bay đón cậu về. Mình không vào để hòa giải, mình vào để hòa nhập với họ. Đừng lo, mình còn có bạn bè trong kia nữa. Về lo cho chồng con đi. Thế nhé, mình lên máy bay đây. Nhiên tắt cuộc gọi, nhìn sang chồng cầu cứu. Tú nhún vai lắc đầu. Còn người ngồi sau bàn làm việc
cứ bình chân như vậy mà ký ký viết viết. Nhiên bực mình rút cây bút trên tay Tường. Anh Tường, anh có nghe không hả? Anh để cho con Hàng nó làm chuyện đó sao? Trả thù được ích lợi gì? Rồi nay mai bà Diễm sẽ lại trả thù lại. Đến lúc nào hai bên mới kết thúc? Tường gặp giấy tờ lại, nhìn ra đóa hoa sữa trắng tinh tươm ngoài ô cửa, mỉm cười. Hàng đang đi đúng hướng. Em chơi với cô ấy bao lâu mà không biết cô ấy rất thông minh à? Thông minh không lạ với đời. Bà Diễm vào đó còn bỏ chạy mất dép. Nó thân con gái một mình, anh có biết nó đổ bao nhiêu tiền cho truyền thông không? Trời ơi, nhà cửa thì chưa có, mẹ thì đang nằm viện, được chút tiền chứng khoán đưa đi trả thù. Mất thì anh bù, cô ấy muốn làm gì thì anh cũng ủng hộ, miễn là cô ấy thỏa mãn cảm xúc. Hai người điên rồi. Hàng có tố chất kinh doanh của bố cô ấy, không ngu như mẹ con bà Diễm. Hàng của anh không để tiền vô ích đâu, em yên tâm đi. Nhiên há mồm sửng sốt. Chẳng lẽ cô chơi với con bé 5-6 năm trời, nhưng không bằng một người ở bên cạnh mấy tháng? Đó là tình yêu sao? Tú cười, kéo Nhiên đi ra ngoài. Vợ, mặc kệ hai đứa nó, giờ mình nói đàn gãy tay trâu nó không nghe đâu. Hai chúng nó giờ gãy cho nhau nghe thì được. Mình gửi cô bóp sang cho dì Nụ trong, mình đi phượt thôi em. Anh để dì Nụ có thời gian yêu đi, hôm nào cũng gửi con, thời gian nào dì ấy dành cho chú Thu nữa. Anh bảo thằng Ri đưa chú Thu đi chữa cường dương rồi. Này này này, anh bày cái trò gì đấy? Chú Thu còn Zin mà anh dám... Zin, nhưng có được bảo dưỡng như anh hàng ngày đâu. Nhiên xấu hổ bịt mồm chồng. Ở đây còn có anh Tường mà. Thôi đi, không nói nữa. Anh lo chuyện của Hàng vợ đi. Được rồi, vợ yên tâm. Anh nhớ mà. Hàng và chú Thu xuống máy bay. Hai chú cháu đi thẳng đến chung cư DK Tower. Chú Thu đã làm việc trước một hôm, chủ yếu đưa Hàng đi khảo sát thực địa một vòng để hiểu tình hình thực tế. Ban quản trị chung cư và một số đại diện hộ dân đã có mặt. Vấn đề phí bảo trì chung cư 2 năm trời chưa được giải quyết. Họ đã biểu tình gian băng rôn mấy lần, nhưng rồi đâu lại vào đó. Kiện cũng không kiện được, ở cũng không xong khi điện nước thiếu thốn, chỗ vui chơi của trẻ thành chỗ bán hàng bán nước. Hàng mỉm cười chào hỏi lễ độ. Nhìn qua là biết họ không phải là những người thiếu học thức. Hôm trước, luật sư của tôi đã gặp mặt mọi người và đặt vấn đề mong muốn. Tôi được tin đã có 60% cư dân đồng ý. Cho tôi hỏi 40% còn lại có điều gì chưa thỏa đáng. Nói mà dễ à. Hai năm qua, Tổng Giám đốc DK luôn mồm sẽ giải quyết và đền bù. Vậy đã thực hiện chưa? Nước vẫn mất, điện vẫn quá tải. Giải quyết cái gì? Bây giờ có biểu tình nữa cũng vậy. Con kiến mà kiện củ khoai à? Vậy các vị chấp nhận sống trong cảnh một tháng cúp điện một lần, một tuần mất nước một hôm cả đời sau? Mà số tiền 2% trong hợp đồng là tiền túi của các vị. Chẳng lẽ các vị cam tâm tình nguyện để bà Diễm bỏ vào túi? Tôi hứa, nếu như các vị biểu tình đòi quyền lợi lần này, sau khi tôi lấy lại được Long Len sẽ sửa chữa tất cả những vấn đề tồn động ở chung cư, thậm chí còn tăng chất lượng cuộc sống ở chung cư cho các vị. Cô dễ dàng lấy lại được. Một cô gái ngoài 20, chúng tôi tin sao? Hàng ra hiệu cho chú Thu phát cho mỗi người một tập hồ sơ là toàn bộ sai phạm trong thuế má và tài chính của DK, rồi tất cả những vụ lùm xùm bê bối của Kiều Oanh. Kết quả cổ phiếu đang rớt dần xuống điểm đỏ. Các vị có thể thấy năng lực của bà Diễm điều hành công ty thế nào? Bố tôi đã hứa hẹn những gì khi đặt móng cho tòa chung cư này, hẳn là các vị còn nhớ. Nhưng bà Diễm lại đi ngược hoàn toàn. Cô nói nhiều như vậy để làm gì? Chúng tôi không quan tâm các người tranh chấp quyền lực thế nào. Mấy lần trước biểu tình lớn như vậy, có báo nào đăng không? Một cư dân phản đối. Lần trước không có báo nào đăng, vì Kiều Oanh có quan hệ truyền thông. Lần này các vị có thấy chị ta dính phốt như vậy, sẽ càng là thời điểm để báo chí đào xới những gì xung quanh chị ta. Tại sao mọi người không chấp thời cơ này để làm bùng lên ngọn lửa dư luận? Tóm lại thế này, chúng tôi không muốn nghe nhiều. Chúng tôi chỉ quan tâm, cô có gì đảm bảo sau khi biểu tình thì vấn đề điện nước sẽ được giải quyết. Hàng yên lặng. Đúng là cô đến đây hoàn toàn là những giả thuyết. Chưa có gì đảm bảo cho họ cả. Cô không biết phải giải quyết thế nào tiếp theo.
cố gắng nắm bắt những thay đổi trên gương mặt để biết họ đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, nói: "Hẳn là có người ở đây đã biết chuyện tình của bà Diễm và bố tôi, và vụ lùm xùm của diễn viên Kiều Oanh gần đây. Các chị phụ nữ ở đây hẳn là cũng đồng cảm cho nỗi khổ của người phụ nữ vì phải giữ danh tiếng cho chồng mà chịu nhịn bao nhiêu năm trời với chồng của vợ lẽ. Lúc ba tôi chết thì bà Diễm còn không tha, đẩy mẹ con tôi ra đường không một xu dính túi. Mẹ tôi phải đi phục vụ quán ăn vào buổi tối, em tôi vào cô nhi viện khi không còn chỗ nào dung thân. Vì vậy khát vọng lấy lại long len của tôi rất lớn, không chỉ là tài sản mà còn là danh tiếng bố tôi xây dựng bao năm qua. Các vị hiểu cho." Dưới kia, các cư dân vẫn đang yên lặng như còn suy nghĩ về những điều Hằng nói. Một vài cư dân nữ bắt đầu cảm thấy thương cảm cho số phận của mẹ con Hằng. Ánh mắt họ nhìn cô dịu lại, trống ngực Hằng đập dồn dập. Cô đếm từng giây từng phút, chỉ mong sự yên lặng này kéo dài hơn một chút để họ có thể ngắm kỹ hơn những điều cô vừa nói. Nhưng rồi dưới kia vang lên tiếng xì xào của đàn ông: "Cũng chẳng liên quan." Hằng đang không biết xử lý thế nào thì một người đỉnh đạt cao to đột ngột bước vào. Hằng nhìn sang á khẩu: "Anh ta sao lại vào được đến đây?" Tường nhìn qua Hằng khích lệ rồi để máy tính lên bàn. Anh cắm USB vào, bắt đầu trình chiếu. Hằng nhận thấy dường như người kia chỉ lướt qua cô, nhưng trong ánh mắt ấy có nụ cười nhẹ nhẹ lướt vào tim mình. Má cô dần hồng lên. Hằng có thể cảm nhận được cảm giác an toàn mà mình đã đánh mất từ lâu. Người đàn ông này như một ngọn núi lớn ở đây che chắn cho cô. Ít nhất là ngay lúc này cô được an toàn. Giọng nói trầm trầm bình tĩnh của anh khiến lồng ngực đang căng lên của cô dần ổn định. "Tôi là luật sư Thạch Vĩnh Tường, chắc hẳn một số vị ở đây có biết mặt. Tôi thụ lý bào chữa cho hầu hết các tập đoàn bất động sản trong các vụ kiện tranh chấp của cư dân." Nhiều cư dân tỏ vẻ ngạc nhiên, tại sao một luật sư có tiếng luôn đứng về phía các chủ đầu tư lại ở chỗ này? Không để người ta tò mò nữa, Tường chỉ lên máy chiếu: "Tôi đến đây hướng dẫn các vị cách kiện Decalen, và chính tôi sẽ làm luật sư bảo vệ cộng đồng dân cư Deca Tower. Các vị có thể tra mạng, tôi chưa từng thua một vụ kiện nào. Các vị chỉ cần biểu tình, chuyện kiện tụng để tôi. Tôi mới mua một căn hộ trong tòa này, đủ để đại diện cho các hộ dân lên tiếng, đảm bảo Decalen sẽ phải bồi thường ngay, chứ chưa cần đến lúc cô Vi Hằng nắm quyền lại." Tai Hằng dần đỏ hồng lên. Cô đặt một phong bì dày lên bàn, ánh mắt tự tin nhìn cư dân bên dưới. "Đây là một phần nhỏ để bảo dưỡng lại đường ống thông điều hòa không bị chảy giọt vào nhà. Gọi là chúng tôi đút lót cho các vị cũng được. Tôi muốn dùng chút tiền này để có được sự thông cảm và đồng lòng của các vị trong cuộc chiến này. Còn một lô đất trong dự án tái định cư của bà Diễm đang rao bán. Nếu các vị có ý định mua thêm căn hộ, nhất định chúng tôi sẽ giúp cho các vị ưu đãi kịch sàn." Cuộc họp của ban quản lý kết thúc, cư dân sẽ họp kín và quyết định vào ngày mai. Tuy nhiên, nhìn nét mặt họ, Hằng cũng có thể thấy được kết quả khả quan. Tường thu dọn máy tính xong, vẫn thấy Hằng cứ cúi mặt vào đóng hồ sơ, không nhìn mình. Anh hơi nâng môi lên, cười. "Em cũng liều lĩnh thật, một mình một ngựa thế này ư?" "Tôi có chú Thu mà." "Chú Thu là người của anh." Hằng trừng mắt. Cô cũng có thể đoán được, nhưng anh có cần nói thẳng toạc ra không? "Vâng, cảm ơn anh và chú Thu rất nhiều." "Nỗ lực của em là 80%, anh chỉ bồi đắp thêm một chút thôi. Sau này em làm giảng viên hợp đấy." "Tôi học thiết kế và kiến trúc đương đại, làm giảng viên làm gì?" "Giảng viên nhàn hạ, lại có thời gian chăm sóc Mít Na." "À, anh tự tin quá nhỉ, ai chăm sóc Mít Na?" "Em nói lúc nào con gọi em là mẹ, em đồng ý, còn nhớ không?" "Hôm kia tôi đến còn chưa thấy, nay đã gọi được, anh cho uống thuốc thánh à? Lúc nào nghe tận lỗ tai, tôi mới tin." Hằng đi ra khỏi phòng, nhưng Tường đã kéo lại, anh nhìn vào mắt cô thì thầm. "Này anh bay gấp vào đây, anh mệt lắm, cho anh ứng trước liều thuốc bổ được không?" Hằng tròn mắt,
chưa hiểu từng nói gì, hô hấp vì ánh nhìn của anh đã trở nên dồn dập. Ánh nắng phương Nam dịu dàng chiếu lên khuôn mặt sáng mịn màng của Hằng, khiến trái tim Tường rung lên. Giây phút này, anh cũng không biết làm thế nào. Anh đã phải kiềm chế rất lâu để không tìm cô thỏa mãn khao khát bấy lâu không có được. Tường cúi xuống, vừa phớt chạm vào môi thì Hằng quay mặt đi. Anh chỉ kịp cảm nhận má hồng mềm mịn rất thơm dưới đôi môi của mình. Hằng lườm anh một cái sắc lẹm. Đi ăn cơm, anh đứng nghịch ra đấy làm gì? Đói chết tôi rồi. Tường cười, tâm trạng nhảy nhót như nắng mùa hè, đi nhanh theo cô đằng sau. Anh yêu cô ấy đến điên rồi. Đang trong phòng họp của người ta, camera bốn phía. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.